Nay mình giới thiệu cho bà con cái vườn này có tổng diện tích của nó là 3 hecta. Người ta đang nhờ mình giới thiệu bán đây, thì mình thông tin cái hình ảnh cho bà con xem qua. Cái rành của nó là từ cái hàng tiêu này hất về phía bên tay phải mình đây, chạy dài lên bên trên. Thì chính xác là bao nhiêu cà bao nhiêu tiêu thì mình chưa rõ, thì để mình ghi hình ảnh rồi mình hỏi chủ luôn, cho thông tin cho bà con xem qua luôn. Bên đây là nhà ở, nhà gỗ lợp ngói. Ở đây là có lò sấy luôn. Là cái rành của mình từ đâu? Từ đây ha. Từ từ cái đường này chạy thẳng lên luôn. Cái tiêu tiêu đó là hất qua. Từ cái tiêu của mình nó là anh kêu là bao nhiêu trụ? Cũng đẹp nhưng mà nó phải năm tới chắc là sẽ xoắn phải 2.000. 2.000 trụ hả? 2.000 trụ rồi còn lại là cà phê hay sao? Còn bao nhiêu cà phê? À. Còn giữa này tôi ông sáng tôi biến tôi đồ hết rồi. Từ đây mà mình đi ra tới đường quốc lộ là 3 cây số. Thuộc về huyện Đắk Song. Ủa, ao hồ này, hồ này hồ của người ta đúng không? Đây đi mình đi dạo dạo lên đó thôi. Mấy cái bờ ngang của nó khoảng bao nhiêu mét? Cái chỗ đang nổ máy này là của anh hả? À, đang nổ máy túi à? Tới 60 cái này thì dễ là tới 60 cái ca lịch. Thế này thì dễ là đường đi chung quanh vậy luôn. Có được mấy cây sầu riêng nè. Sầu riêng cho đồng đi thải đồng cả 30 cây rồi. Có trái chưa? Chưa, chuẩn bị có. Cái số sầu riêng lớn này được bao nhiêu cây? À là cái ao mình dưới này phải không? Đây có ao hồ đầy đủ. Tiêu cũng đẹp. Ô, bên này ao đây nữa chứ. Ờ anh, cái ao bên này của mình luôn hả? Hai cái ao à? Ồ, cái ao bên này mới rộng nè. Ồ, theo như chủ nói là cái vườn này có tổng diện tích là 3 hecta. Tiêu thì chính xác là bao nhiêu trụ không rõ, nhưng mà chủ đoán là khoảng 2.000 trụ. 2.000 trụ tiêu như vậy đây. Tiêu còn rất là đẹp, có chôm chôm nữa đây. Bà con nào mà thích vườn tiêu thì nên ngâm cứu cái lô đất này, tiêu còn rất là đẹp luôn, ống chôn rồi đây. Có được cây sầu riêng to bơ đây. Ủa, có được mấy cây bơ đây nữa à? 150 cây bơ như vậy hả? Đang cho trái rồi đây. Bơ này bơ gì anh? À, bơ gì đây mà trái to vậy nè? Bơ sủi thì đó chứ không phải là bơ thường đâu. À, 150 cây vậy luôn hả? À, vậy anh chỉ ranh luôn cái ao này của mình, giáp cái khe suối rồi hả? À, cái chỗ mà cỏ sạch là của mình rồi. À, cà phê này của anh là bao nhiêu cây? À, cà phê thì hơn 1.000, 1.400 đổ lại ha. Một cà phê thì 1.400 cây đổ lại. Ôi còn cái ao kia. À cái ao bên kia, ao đó là của người ta rồi hả? À vậy là cái ranh bề ngang của nó từ bên nhà kia qua tới đây.
tới đụng cái ao này, chạy dài xuống dưới khe suối, chạy dài lên phía trên này, phía bên tay trái này. Ồ, cái này 034 nè, cái này 034 phải không? Bơ siêu thị gì đây, nó trái quá chừng nè. Là cái ranh của mình tới đây hả? Vậy là nhưng mà từ đây lên là mất 10 hàng cà của người ta. Là cái hàng đó là giật lên tiếp, là của mình tiếp. Cái hàng tiêu này là của mình. Của mình luôn. Là chạy dài qua phía bên kia, bên trái kia. Giờ mình đi lên mình xem ha, lên phía trên em quay cái. Đứa đó ngày tuổi đấy cái nào 1 2 đứa đó. Cái con đường đi vô còn sâu không anh? Dạ. Thấy gì đấy? Thấy trong này nhà ở quá chừng nè. Đường thôn. Từ đây mà đi ra tới trục đường chính thì chỉ có 100 mét. Tiêu này giờ đổ đi bắt đầu là nó mới cho thu, mà năm ngoái thu sơ về nó đã 7 tấn. Hôm nay thì nó phải 5 tấn, có trên chục tấn. Năm ngoái mà thu 7 tấn hả? Năm vừa rồi đây là tiêu ít ít trái mà đã thu 7 tấn rồi đó. Tiêu này mấy năm rồi? Tiêu này mới tiêu tơ mấy năm thứ tư hả? À, mới năm thứ tư mà nó to vậy đó hả? Ừ. Năm ngoái mới thu bỏ đây được ít đây. Đây là đất từ cái thề bờ tiêu này hất qua không? Không, bên này của mình luôn chứ. Ủa? Từ đây qua bên kia còn 25 hàng cà nữa. Ủa? Chứ sao hồi nãy anh kêu là cái ranh... Không, chỉ là lên tới chỗ đây thôi, mình lại từ ngang qua kia lại hất lên nữa. À, ở dưới phía dưới là nó lên tới hàng tiêu này. À, không, nó tới đâu. À, khúc dưới hả? Rồi từ chỗ hàng tiêu này hất qua 25 cây cà nữa hả? 25 cây nữa. Rồi bắt đầu mới chạy thẳng lên trên. Chạy thẳng lên đỉnh luôn. Ủa, không vậy? Nó đây là trong ấy chứ mà nó... trên 3 hecta luôn hả? Trên 3, tại vì còn sổ là làm sao rồi anh? Sổ nó có 2 hecta à, là tại vì sổ mới 2 hecta hả? Ừ, nhưng mà nó bên dưới kia là không có sổ rồi, nó mình chưa làm, nhưng có vườn hết. Bên này bị mất vườn góc hơn 2 sao, chỗ này cũng ngày xưa nó đạt lắm trường ấy. Nó đạt lâu rồi ấy. Thì bây giờ mình yêu cầu làm. Bây giờ mình yêu cầu mình đo được không? Đo hết rồi à. Ý là đo hết rồi, bây giờ chỉ ra sổ thôi gì? Ừ. À. Nhưng mà trong cái bìa của tôi đã làm lâu rồi á. Từ đất theo như trong sổ rồi có 2 hectare rồi, còn số còn lại là có số đo hết rồi. Bây giờ muốn ra sổ là được chứ gì? Giờ là chỉ có muốn ra sổ. Nhưng mà theo anh là hơn 3 hết hả? Thì đó mình nên nếu mà theo ngầm thì tắt để tâm này. Cà này thay đổi và dây lại từ đấy rồi nè. Giờ dầm cà đây hết rồi. Cà hết, tôi là tôi sen hết cà rồi. Dây còn trên kia rồi chuẩn bị sẽ bơ vào hết luôn. Ủa là ranh tới đâu? Đó, tới đường. Theo đường. Tới đường này hả? Ừ. Tới đường này hết qua hả? À, cái ranh bên này nó theo đường nó không được thẳng à? À không, nó có đi theo đường vậy. À, cái ranh bên này là theo con đường này chạy theo cái tiêu. À. Từ cái vạt tiêu kia hất về bên trái. Bên phải cà của người ta là. Còn của mình trên này cái vạt tiêu này. Vạt tiêu của mình luôn. Đi thẳng theo đường. Đường đi hai đường. Ủa trên này mới là đặt tiêu phải không? Đặt tiêu đây. Tiêu mới tiêu tơ đây. Từ cái hàng cà này hất qua bên kia là bao nhiêu cây? 25 hàng cà nữa. 25 cây cà. Đấy, dội nhất tôi trong, dội lấy hàng tôi là trong được như thế này rồi đấy. Đường này là đường đi chung hả? À, đường đi hai anh em đi chung hả? À hai anh em tu đang tưới đây tu bơ có trái hết rồi đây. Có chứ, bơ hay bơ bút. Cà này vừa rồi anh thu được đạt không? Vừa rồi thu hai cả bên này cả bên kia là 7 tấn. Nói chung thì cũng không được đạt cho lắm, nhưng mà nó cũng nhiều chứ, nếu mà nó mất mùa thì cũng phải 5 tấn rưỡi, mà nó đạt thì nó là vừa 7 tấn. Ừ, à, vậy tới cây mùn không? Ờ, tới cây mùn. Tới cây mùn đó. Mấy cả 8.000 một cây giống. Cái ranh tới cây mùn nó hết vậy.
với quan cái thủ riêng. Chạy thẳng xuống dưới. Tới cái thủ riêng. Cái con đường dưới đó đi thông không ta? Đi thông lên hết từ trên đường lên trên đỉnh nó có đường luôn. Đường lớn trên nó liên thông hết với đường, đường lớn hết thôi. Đấy dội lấy hạt ở trong cái này. Hạt dội biết chưa? Nghe tia hạt dội chưa? Cái dội dội này à. Dội này có trái rồi đây. Anh trồng mấy năm mà có trái rồi đây. Năm thứ ba mà có trái đây, rồi đây. Hạt đây này. Đó, hạt dội đó. Cái này nó làm cái gì ta, hương liệu? Không biết hương liệu cái gì nhưng mà hiện tại bây giờ là ở Đắk Lắk đang mua là 850.000 một ký. Luôn. Là cái thứ này. Mới trồng 3 năm mà to vậy đó hả? 3 năm nay đúng chính xác là năm nay năm thứ 3 nhưng mà mùa mưa thì nó là mùa mưa thứ 4 đây. Bắt đầu bước sang mùa mưa thứ 4 đây. Mới trồng 3 năm mà to vậy thôi. Đấy, vừa rồi mới trồng mới mở nhỏ nhỏ kia lên nữa thôi. Này, trái này. Hột đây. Hột đó, lấy cái cây này này. Cái này nó ra rồi này. Cái này hồi trước nghe. Cái này hồi trước nghe nói đến 2,5 triệu với 1 ký. 2,5 triệu một ký. Nhưng mà về ngoài Bắc cơ, chứ còn trong này nó chỉ có tầm đấy thôi. Cái dỗi là cây này hả ta? Đó, nó đấy. Tôi trồng đủ thứ, tôi trồng. Trước mình thấy nghe nói trồng cây dỗi nhưng mình chưa thấy trái. Đó, này đây, giờ trả nó đây. Thôi phức à. Nó mùi nó như xa xỉ á. Một cây của nó là nếu mà cây trưởng thành không bao nhiêu ký hả? Thì một ông cậu tôi là bóp ra người nó mới thơm. Này. Bóp nó thơm hả? Này cầm lấy. Đúng thơm thì có chứ. Nếu ông cậu tôi trồng 60 cây mà vừa rồi ông thu được 850 triệu. Nó đúng thơm được á. 60 cây. Đó, thơm mùi xá xỉ. Đây. Mà tôi trồng cái này bây giờ là cũng gần bây giờ hiện tại bây giờ nó mua hơn 800.000 một ký hả? Tám trăm rưỡi. Rưỡi. Họ vô nhà họ lấy rồi lên ngang qua luôn. Wow. Cái vườn tiêu. Tiêu này. Vườn tiêu vậy đấy. Tiêu tơ hả? Tiêu này năm nay mới là thu chín đây. Qua năm mới thu chín. Đơn giản đó. Đầu tư ra đây quá chừng luôn. Một 1.400 cây cà. Hơn cho nó 2.000 trụ tiêu đi ha. 2.000 trụ tiêu đều hết luôn. Cái rành từ ngay chỗ cây mùn kia. Tiêu này thì năm nay thu là đậm rồi. Rành từ cây mùn kia hất về bên mình này. Chạy dài lên hết cái tiêu này. Xung quanh là chạy thẳng xuống rồi. Phía dưới đụng đường. Đây, mình đi qua đây mình dạo một vòng nữa. Đồ vườn tiêu của anh đẹp đó. Của người ta sơ sát hết rồi. Thì vậy. Nhưng đất này làm như này nó cũng đường thì bây giờ chuẩn bị coi như là đường bê tông gần đến nhà, đường dầu. Nó làm con đường rồi đó, nó tráng nó dầu hay là đổ bê tông vậy? Tráng dầu, tráng dầu. Tráng dầu hả? Dầu cái đoạn nào khó thì nó mới làm được. Thấy nó đang làm rồi đó. Đang làm phủi vào. Đấy nhìn bơ nè. Cái bờ có trái rồi đây. Nhìn thấy không? Ở đây nhìn ra thấy trung tâm huyện Đắk Song kia. Đấy, trung tâm đây. Nhà thờ đây. Đi đây ra ngoài có 3 cây số chứ mấy nè. Đây nhà thờ đây. Nhà thờ này kêu nhà thờ gì quên rồi ta? Nhà thờ Hòa An. Hòa An. Nhà thờ Hòa An của huyện Đắk Song. Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song. Cái đó con đường từ ngoài ở ngoài quốc lộ 14 ha. Là nó bây giờ nó đang làm tráng dầu là theo đó vô đây. Thông nó thông ra ngay chỗ chốt 34 luôn. Nói chung là nó thông ra hai đầu đường đều giáp quốc lộ 14 hết chứ hả? Nó giống như đường vành đai. Một bên ra dần ngay nhà thờ Hòa An. Nó giống như đường vành đai của huyện, của thị trấn. Con đường vô đẩy bên đây đúng không ta? Đó đúng rồi. Từ điểm đó mà vô đẩy này mình kêu 100 mét nhưng mà đâu có tới đâu à? Không tới đâu. Chừng mấy chục mét à? Từ trục đường chính đó mà vô tới đẩy có mấy chục mét thôi.
À, ủa nó lên tuốt trên này luôn hả? À, ý là hết cái vạt tiêu này là của anh hả? Hết luôn, hết cứ nào khi nào hết tiêu là hết của tôi. Ờ. Hết đất nhà. Đủ rộng người ta ba hết đất rộng dữ hả? Thì nó đo vậy nhưng mà mình cũng có biết nó là cái số đo nó đo vậy thì cứ biết vậy thôi chứ. Nhưng mà nhìn thấy thì cũng thấy rộng quá mà. Ok, cái vườn cà này của ông anh đẹp quá hả? Ừ, của ông anh. Ông bán không? Ông giờ ông thừa tiền ông bán gì. Được, làm cái vườn cà tơ đẹp. Ủa, hết cái vạt tiêu này là của anh. Quá rộng. Bờ này hồi nãy anh tính luôn cái này là kêu là 160 cây đó hả? 150 cây đó. À, 150 cây. Chạy xuống đây. Cái rành bên này nó hơi cong. Kệ nó. Ngày xưa anh em thì mình cứ lại kệ nó, anh làm đâu. Cái bên kia thì rành thẳng ha. Bên kia rành thẳng đét luôn, từ trên xuống dưới luôn. Trên này có chòi nữa hả gì đây? Có cái chòi, tôi làm cái chòi để tủ mưa. Nhiều khi đi làm đây. Quá rộng. Ồ anh đang tưới à? Tưới bét à? Tưới đó, nói thôi tưới cho nó hàng cái cho nó. À đang tưới bét nè mà. Cái này anh bỏ lần nữa gì? Bỏ lần tưới. Nay giờ tưới phát này là mà ra hết luôn á. Đây, cái rành tới cây muồng đó. Hất về phía bên từ phải, quá rộng luôn. Ủa cái ông anh bên này có vạt đất đẹp. Bên này 4 mẫu 2. Vạt này 4 mẫu 2. Ôi có xe nào vô kìa? Xe nào trong chạy ra? À, xe của mấy anh bạn nó đi chơi. Ô tô vô tới nơi luôn. Đường nhà xe vô thoải mái mà 5 chỗ 7 chỗ vào tuốt hết. À. Giờ nó làm đường này nữa phát. Từ vị trí này mà đi ra tới về đường quốc lộ 14 là đúng 3 cây số. Từ cái điểm này mà chạy qua bên kia nó khoảng bao nhiêu mét ta? 100 mét không? Anh đoán 100 mét không? 25 cây cà phê hả? 25 cây cà phê thì 23 là 6 5 3 10, 80 mét. Ờ, khoảng 80 mét. 80 mét. À, đường này nó thông qua bên kia luôn hả? Thông 90 mét. Nó thông luôn mà. Thôi, được rồi, mình đi xuống đi. Lại đây thôi, về làm. Bên này này không cái năm nỉ niết mà hai bên này mà tụi mình lại không thích bán nhưng không tính bán định bán đây từ đó thì anh thiết bán thì để em giới thiệu cho anh bán thì còn giá cả anh như thế nào thì với chủ nhà bên bên người mua người bán thỏa thuận thôi thì bây giờ anh bữa anh nói giá bao nhiêu quên rồi thì đó thì tôi nói là dạ tôi đề ra là 2 tỷ đó thì giờ nó 2 tỷ là 3 hết thì tính ra là cũng chưa được 700. Nhưng mà anh muốn bán thì anh ngâm cứu lại đi. Nói chung mình phải theo muốn bán bây giờ thì phải theo thị trường thôi. Đó. Nói thì chung thì theo nhà chủ có thì coi như là theo như cái rày này thì ví dụ như mình làm như cái rày khác mà nó đều đều như thế này thì phải có cái giá này. Từ đây thì đấy nó là từ kêu là anh kêu nhưng mà không có ai mà nói giá nào mà bán giá đó. Đúng rồi. Làm sao mà nó phải được ít nhiều. Nếu mà người ta thuyết mua thuyết bán thì cái phải có du gì trong đó chứ. Mặc cả. Nhiều người người ta kêu chơi kêu trên trời bán dưới đất ai biết được. Cái nước ở đây thì đúng thật ra là làm cái địa thế này nó kín gió. Bên kia mới là mặt gió cả. Cái này thì kín gió. Bên này kín gió luôn. Đấy nhìn cái lá tiêu là biết ngay, không có rùng tí nào đâu mà. Đường này là chỉ có hai anh em đi thôi hả? Hai anh em. Anh em ruột hay gì đấy? À, hai anh em họ. À. Nghỉ thôi. Nghỉ được rồi. Ô, nước thoải mái. Cà này cà mấy năm? Năm thứ ba. 3 mùa mưa đó, năm nay tính năm 3 mùa mưa tính ra mới có 2 năm tròn. Đấy cái cà nó trong năm ngoái này mình bây giờ nó còn như thế này rồi. Trong cuối mùa. À, cà này mới trong năm ngoái dặm hết rồi hả? Mới trong xả cái cà già đi trồng lại cà. Không trồng sầu riêng vô trời. Sầu riêng đang trồng khúc dưới. Sầu riêng anh trồng nhiều chứ nghe nó có mấy chục cây mà. Ừ, nhưng mới có mấy chục cây trồng dưới kia hả? Trồng dần, trồng xem dần. Chứ mình làm. Ồ hai người tưới luôn rồi. Này mà
Ui, cái vạt cà bên này đẹp thiệt đó chứ. Đất này, đất đỏ Ba Giang tơi xốp luôn. Anh ở đây lâu chưa? Ở đây từ năm 98. Ui, ở từ năm 98 luôn hả? Ngày xưa ở đây ở rừng lũ đầy. Cái cà này tàn rồi, cắt bỏ được rồi. Không, cái này thì mình trồng sầu riêng xong cái một thời gian sầu riêng lên có thu với mình phá đi mình lại trồng lại cà cà mỡ. Không cưa đi ghép lại nó nhanh. Ủa, cặp cặp theo đường này người ta ở cũng đông. Ở đông. Có điện ba ba rồi. Đấy, làm đường xong rồi nó kẹo. Mình hiện bây giờ có điện rồi chứ? Có chứ. Ờ điện đây nè. Nhưng mà điện điện thắp sáng thôi chứ còn bây giờ nó làm đường nữa, kéo điện qua ba pha vô luôn không? Ừ. Ngày xưa tôi kéo cái đường dây này từ bên thôn 10 về đây là hết 200 gần 240 triệu. Từ một mình bỏ tiền ra mình kéo bây giờ mình chia ra hả? Ừ, tôi làm hợp đồng với lại sở điện lực mà. À. Hôm nay 40 hộ ở đây hả? Đây hả? 40 hộ nó mới có giáp này thôi. À. Con nói ở tuốt sau kia cách đây đi vào cả 1,5 cây số ở đây sau đấy luôn rồi. Ồ vậy vòng vòng ở đây nhiều chứ? Nhiều lắm, tức là mở tính từ cái khu vực địa bàn cái dọc cái tuyến đường này đoạn đấy thôi, trong phạm vi 1,5 cây số đấy thôi. Ui, củi. Yeah. Ôi, nhà đây. Nhà gỗ mát. À dạ.